Em cảm thấy mình vẫn còn đang là vợ chồng son, mặc dù là người chồng của em đã không còn ở trên đời này nữa. Em cũng không biết nói mọi người có tin không, nhưng mà khi mà nhìn cái bóng lưng của Hải Nam ấy, em đã thấy là đây là người đàn ông em có thể tin tưởng được. Nói chung là hai bạn bị một cú sốc tâm lý. Thực ra hai bạn không thể hiện gì nhiều đâu, nhưng mà đến tận bây giờ là hơn một năm rồi, mỗi buổi tối thường hai bạn vẫn sẽ nói nhớ bố và hỏi anh là anh, em vô tích sự như vậy, anh có muốn em thay đổi gì không? Trời ơi. Dạ, anh bảo nếu những gì mà anh muốn em thay đổi thì anh đã nói trước rồi, không đợi em phải hỏi. Đối với em, Hải Nam là hiện tại, là quá khứ và cả tương lai nữa, thì đó là tất cả rồi, là chồng, là cha của con em. Ủa sao anh thấy nó lạ quá vậy? Dạ, em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Mặc dù đây là chương trình Vợ Chồng Son, nhưng mà em đến đây một mình. Tại vì em cảm thấy mình vẫn còn đang là vợ chồng son, mặc dù là người chồng của em đã không còn ở trên đời này nữa. Anh ấy đã kết thúc hành trình cuộc đời mình vào năm ngoái, và em sẽ thay anh đi tiếp cái hành trình của cuộc đời của hai vợ chồng em. Thực ra thì nhân duyên của em với vợ chồng son ấy, lên đây em hơi xúc động, bởi vì nhân duyên của em với vợ chồng son ấy nó đã có từ trước rồi. Chương trình có mời em đến tham gia khi anh vẫn còn sống, nhưng mà vì anh không đồng ý với em tham gia, bởi vì là anh rất là ngại khi là lên truyền hình, anh không biết nói gì. Anh đã từ chối em, và lúc đó em có giận hờn này, có năn nỉ này, mong muốn là anh đến tham gia chương trình với em, tại vì em thích được tham gia mà. Nhưng mà rồi anh vẫn nhất quyết là không tham gia. Thì em cũng không biết tại sao từ khi anh mất ấy, những cái chuyện gì mà em mong muốn mà trước đây anh chưa làm được cho em ấy, thì từ từ em đều thực hiện được hết. Và chương trình cũng lại mời em tham gia chương trình. Là em đăng ký chương trình này từ năm nào? Năm rồi. Dạ, cũng chắc khoảng được 2-3 năm rồi đó. À, anh rất là cảm động. Thật sự anh rất là cảm động. Trước tiên là anh xin thay mặt chương trình xin chia buồn và chia sẻ với em, với tất cả mọi thứ đã diễn ra với em. Và ngày hôm nay rất vui mừng và rất là cảm kích với cái tấm lòng mà em dành cho chương trình Vợ Chồng Son. Em rất là vinh dự và rất là vui khi em vẫn mang cái tình yêu của bọn em đến với chương trình, đến với tất cả mọi người, để mọi người biết được rằng là dù bất kỳ hoàn cảnh nào thì sự lựa chọn vẫn là ở tự mình. Khi mà được đến với chương trình này, em cảm giác như là nhân duyên mà anh đã đưa em đến với chương trình này vậy. Giống như là trước đây anh không thể thực hiện được cái điều em muốn, thì bây giờ anh đã thực hiện nó. Nói chứ bây giờ mình vẫn phải theo một cái thủ tục đi. Đúng. Ví dụ như em tự giới thiệu bản thân nè. Dạ. Em coi như là giới thiệu đi. Có anh đang đồng hành với em. Dạ. Trong cái buổi ngày hôm nay. Dạ. Mời em. Em tên là Kiều Vân. Em 34 tuổi. Em đang kinh doanh về lĩnh vực làm đẹp. Chồng em là Hải Nam. Là một người chồng quốc dân. Bằng tuổi của em, anh là kinh doanh tự do, có công ty cho thuê xe ô tô ạ. Dạ. Thế bây giờ cái công ty đó là em điều hành, phải không? Dạ, đúng rồi. Công ty là em đứng tên, nhưng mà có em trai của em và em trai của anh thay phiên nhau điều hành nhiều việc. Dạ. Cái cơ duyên nào mà em và anh gặp nhau? Dạ, khi mà mọi chuyện nó xảy ra rồi á, thì em mới ngẫm lại chuyện nhân duyên, chuyện định mệnh. Em và anh gặp nhau á là lúc mà em 13 tuổi, là trong một buổi sinh nhật của một cô bạn. Anh là ở miền biển, em là ở miền núi. Dạ, vậy mà bố anh chuyển công tác lên miền núi mà tình cờ bọn em gặp nhau như vậy. Xong đến lớp 10 thì bọn em lại học cùng lớp. Thế là bọn em yêu nhau khi mà bọn em học cùng lớp. Bọn em yêu nhau từ năm 15 tuổi cho đến 9 năm sau thì bọn em kết hôn, và bọn em kết hôn được 9 năm. Là 18 năm. Thì lúc em 33 tuổi là bọn em đã ở bên nhau 18 năm rồi. Em có ấn tượng gì về Hải Nam không? Em cũng không biết nói mọi người có tin không, nhưng mà khi mà nhìn cái bóng lưng của Hải Nam ấy, em đã thấy là đây là người đàn ông em có thể tin tưởng được. Là lúc đó mới 15 tuổi thôi đúng không? Em là người tán Hải Nam ạ. Dạ, trong lúc đó Hải Nam đang thích người khác. Nhưng em là người cứ gây sự chú ý với Hải Nam. Rồi em tỏ tình với Hải Nam. Là Hải lúc Nam đó 15 không tuổi. Thể không thể dừng lại được, không thể ngăn được cái chuyện đó được, bởi vì em đã rắp tâm lấy người đàn ông đó về là của em. Hải Nam có nói với em rằng là cái điều gì ở em mà khiến cho Hải Nam cảm nhận rằng là đây đúng là cái người mà mình phải chọn để là người phụ nữ đồng hành với mình sau này không? Ra thì Hải Nam không bao giờ nói những điều đó. Dạ. Em có một lần em đưa cho Hải Nam một tờ giấy, và em một tờ giấy, và em nói là
anh và em cùng viết xem thử là anh có 10 điều nào không thích về em và em có 10 điều không thích về anh. Em sẽ viết ra và chúng mình cùng cố gắng thay đổi. Thật ra đó là em lừa Hải Nam thôi chứ em không viết gì trong tờ giấy đó cả. Nhưng mà Hải Nam có một tờ giấy là Hải Nam đã viết lúc đó cũng 16 tuổi á. Và em rất là may mắn vì em đã giữ được nó đến tận bây giờ. Khi mà đọc cái 10 cái điều đó, thực ra có 8 điều thôi. Nhưng mà đọc cái 10 cái điều đó thì em mới hiểu ra là cuối cùng thì cái người đàn ông đó chỉ có yêu thương và chỉ có che chở bảo vệ em. Không có một điều gì không thích về em hết. Em cho anh mượn được không? Không, nếu mà không ấy thì em đọc đi. Em em đọc cho mọi người nghe. Nó hơi khó đọc, hơi rắc rồi đó. Dạ, và hơi nhòe nữa. Đây ạ. Đó, em đọc đi. Em đọc một vài điều thôi. Dạ, em sẽ đọc điều đầu tiên là ăn uống đều đặn, không được bỏ bữa dù chỉ một lần. Ngày 2 bịch sữa, phải ăn 3 bữa đàng hoàng, ngủ không được quá 11 giờ. Nói chung là em phải giữ sức khỏe để anh không có lo nhiều vì lo là nguyên nhân để dẫn đến cãi nhau. Và điều 2, điều 3, điều 4, điều 5, điều 6, điều 7, điều 8 nó chỉ xoay quanh là không được cáu, không được giận, không được nổi giận vô cớ, có chuyện gì thì nói với anh, rồi không được hỗn quá, không được tiết kiệm quá. Tóm lại là không có gì nhiều, chỉ mong nhất là em được mập mập khỏe mạnh. Anh có làm gì khiến em không hài lòng thì nên nói hoặc nhắc nhở đã rồi hãy bực. Thực ra lúc mà em ở cạnh Hải Nam em không nghĩ điều đó đặc biệt. Ý là em nghĩ chuyện anh ấy yêu em, chuyện anh ấy chiều chuộng em nó là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà khi mà nó mất đi rồi em mới cảm nhận được là phải yêu em nhiều lắm mới làm được như vậy. Và em phải là một người rất rất là may mắn mới được như thế. Các em yêu nhau là đến bao lâu thì mới cưới? Dạ 9 năm. Cái tình yêu các em có bị gián đoạn, có bị chia tay hay là có bị những cái gút mắt gì không? Thực ra thì mỗi ngày đều gián đoạn. Mỗi ngày đều gián đoạn là do em. Vì ngày nào em cũng kiếm chuyện được hết, ngày nào em cũng giận hờn được hết, ngày nào em cũng có lý do để lẫy hết. Nhưng mà có một lần duy nhất là bọn em sắp chia tay thật là Hải Nam nhà em có say nắng một người con gái khác. Dạ. Lúc mà em năn nỉ là anh đừng có bỏ em này nọ thì Hải Nam không chịu. Đến khi em, thôi anh muốn làm gì thì làm. Em năn nỉ nhiều rồi, em cũng chán rồi. Tự nhiên không bỏ được chị. Tôi đi theo hỏi, tại vì đó là thành thói quen ạ. Từ lúc yêu nhau đã lo ăn, lo ngủ, lo tiền, lo bạc. Em là từ lúc em yêu xong em quen cái em không cần cầm tiền nữa, tiền là Hải Nam lo rồi ạ. Dạ. Nên là cứ mỗi ngày là hôm nay em ăn gì, hôm nay em ai chở em đi học, rồi tiền còn không. Dạ chia tay rồi mà vậy sao mà chia tay được ạ? Không quan tâm. Dạ vẫn cứ như vậy, nó mắc nợ ấy ạ. Xong rồi một hồi thời gian xong rồi bảo, ủa anh quen người ta chưa? Bảo chưa. Bảo, ủa chưa sao cứ đi theo này, đeo theo em. Xong rồi lại bảo cho anh một cơ hội, xin em cho anh thêm một cơ hội để quay lại. Thì... nhưng mà trong chuyện tình cảm mà trước đây là yêu nhau là em cũng chủ động tỏ tình. Dạ đúng, em nhưng chủ động tỏ tình. Nhưng mà cái lúc mà đám cưới á, em có chủ động coi như là gợi ý ảnh cầu hôn. Cầu hôn á, lúc mà em cầu hôn á. Hải Nam nhà em có cầu hôn nhưng mà không có nhẫn. Nên là tại sao vậy? Anh ấy ảnh cứ suốt ngày mắc nợ em thôi. Lúc cưới bọn em có một cái nơi mà nơi đó là cái nơi cái hồ E Cao ở thành phố Buôn Ma Thuột ạ. Là nơi bọn em tỏ tình này, nơi bọn em hôn nhau nụ hôn đầu tiên này, nơi bọn em chia tay luôn. Dạ, và nơi bọn em bắt đầu lại. Cũng tất cả là đều ở đó. Thì Hải Nam có dẫn em quay trở lại đó. Lúc đó bọn em đang ở Sài Gòn. Thì Hải Nam đã cố tình đưa em về lại đó và nói là em có muốn ở bên cạnh anh suốt quãng đời còn lại hay không. Thì nhưng mà Hải Nam không có nhẫn. Dạ, em cũng không hiểu tại sao lúc đó anh ấy không chuẩn bị nhẫn nữa. Nhưng mà sau đó, đó là cái lý do sau đó em cứ nhắc hoài, anh chưa có nhẫn cho em. Có một cái buổi cầu hôn đàng hoàng, sau đó anh ấy mua nhẫn cho em, đây, nhẫn của em. Dạ, rồi mua đồng hồ, mua mọi thứ, tất cả mọi thứ anh ấy kiểu bù đắp cho em. Nói chung là em không thiếu gì hết, chỉ thiếu cái người đó hiện diện ở đây thôi. Chứ còn tình yêu của anh á, nó vẫn bằng một cách nào đó nó xuất hiện. Vẫn có, vẫn có. Mà về hai đứa đám cưới xong là có em bé liền đúng không? Dạ, một năm xong là có em bé. Mà bây giờ là hai đứa là thân với mẹ, thân với bố, hay là đứa nào thân với bố, đứa nào thân với mẹ? Thật ra thì hai bạn nhỏ nhà em, Hải Nam thì vai trò nào cũng tốt đấy ạ. Làm chồng em có khi còn khiếm khuyết, nhưng mà làm cha của con em là rất là tuyệt. Có nghĩa là hai đứa đều thân với bố hơn đó. Dạ, rất là bố bố mà khi ở bên cạnh con là giống như một người bạn đấy ạ. Rất là dễ thương. Khi mà bố mất thì hai bé như thế nào? Bây giờ các cháu ổn định tinh thần chưa?
Nói chung là hai bạn bị một cú sốc tâm lý. Thực ra hai bạn không thể hiện gì nhiều đâu. Nhưng mà đến tận bây giờ, đến tận bây giờ là hơn một năm rồi, mỗi buổi tối thường hai bạn vẫn sẽ nói nhớ bố và vẫn muốn mẹ mở điện thoại. Tại vì bọn em quay video rất là nhiều, mở những cái video đó để cho con coi cho đỡ nhớ bố. Thì thời gian đầu á, em rất là hành học, rất là oán hận. Nói chung là em chưa có vượt qua được cái nỗi đau đó, nên là em trút giận lên tất cả mọi thứ. Thì Minh Khôi nhà em mới nói là con thấy bây giờ cuộc sống không hạnh phúc, bố mất mẹ rất là cáu gắt, nên là con thấy không còn gì vui nữa. Và em mới nhận thấy là trong một gia đình đó chị, những người phụ nữ sẽ là cái người mà thay đổi tất cả mọi thứ. Và em hạnh phúc hay không thì con em nó sẽ hạnh phúc hay không. Và từ lúc đó và từ nhiều nhân duyên nữa thì em cũng thay đổi. Em đã thay đổi, đã thực sự tự mình hạnh phúc để em mang được cái điều đó cho con trai và con gái, lan tỏa cái năng lượng này. Dạ, đúng rồi. Anh rất là chúc mừng em. Thật ra nãy khi em nói mỗi câu, hiện tại em đang rất là hạnh phúc thật sự. Thật ra anh cảm nhận được cái điều đó ở trong em, qua ánh mắt, qua cái một cái năng lượng ở trong em. Ví dụ như bây giờ Hải Nam còn sống thì cái điều mà em mong muốn Hải Nam thay đổi nhất là điều gì? Thực ra em coi chương trình Vợ Chồng Son rất là nhiều lần. Và em biết chắc chắn sẽ có câu này. Và em đã suy nghĩ, nếu em của trước đây thì em sẽ muốn Hải Nam thay đổi rất nhiều. Anh phải ít dành thời gian cho công việc, phải dành thời gian cho mẹ con em nhiều hơn. Anh phải nói những lời yêu thương em nhiều hơn. Anh phải thế này, anh phải thế kia. Nhưng mà vì em của hiện tại bây giờ chỉ muốn nói rằng là có anh là đã là phước báu rất lớn của cuộc đời em rồi. Em không cần anh thay đổi gì cả. Người thay đổi là phải là em. Vậy thì theo em á, là Hải Nam muốn em thay đổi điều gì? Câu này thì em đã từng hỏi Hải Nam. Em đã từng hỏi. Tại vì em thấy á, như những người vợ khác á, thì nếu không làm kinh tế giỏi thì người ta sẽ lo vợ, lo con cái và gia đình rất giỏi. Nhưng chồng em ảnh lo cả chuyện gia đình rồi, nhà cửa gọn gàng sạch sẽ là anh lo hết, con cái là anh lo hết. Em mà hỏi anh là anh, em vô tích sự như vậy, anh có muốn em thay đổi gì không? Trời ơi. Dạ, anh bảo nếu những gì mà anh muốn em thay đổi thì anh đã nói trước rồi, không đợi em phải hỏi. Dạ, và anh thích em như vậy, thích em vô tích sự như vậy. Dạ. Thì đó là của Hải Nam, nhưng mà tự em thấy là sau cái biến cố đó thì em đã thay đổi điều gì rồi? Sau biến cố đó, cái điều mà thay đổi nhiều nhất trong em đó là em biết ơn. Trước đây khi mà em có tất cả luôn thì em vẫn thấy là em chưa đủ. Em vẫn trách chồng em là đi làm thế này thế kia, đi làm chưa đủ, rồi chưa nói được lời yêu thương với em này nọ. Nhưng mà khi mà bây giờ, khi mà bản thân mình mất tất cả rồi, đối với em Hải Nam là hiện tại, là quá khứ và cả tương lai nữa, thì đó là tất cả rồi. Là chồng, là cha của con em. Nhưng mà khi mà em mất tất cả rồi thì không, em biết ơn. Biết ơn vì quá khứ của em đã có anh, biết ơn vì định mệnh đã cho em gặp nhau, biết ơn vì trước khi Hải Nam đi em đã có hai tình yêu như vậy. Đó là động lực để cho em ở lại, tiếp tục sống, tiếp tục chăm sóc các con. Em biết ơn vì bố mẹ chồng em, khi mà cái sợi dây liên kết của mình và gia đình chồng đã mất, nhưng bố mẹ vẫn yêu thương em. Em biết ơn gia đình em vì gia đình em đã hiểu, vẫn yêu thương em từ trước đến giờ. Nói chung là em biết ơn cuộc đời này, em biết ơn mọi chuyện. Nếu không có cái nỗi đau đó, sẽ không có em bây giờ. Người ta bảo là nấc thang đầu tiên của hạnh phúc, nó phải là khổ đau á. Thì khi mà có khổ đau mình mới biết mình đang hạnh phúc. Em không oán hận nữa. Dạ, hành trình của anh nó đã kết thúc, mình phải tôn trọng cái hành trình đó. Và hành trình của em nó vẫn còn thì mình sẽ vẫn bước tiếp. Vẫn phải bước tiếp, và vì một lý do nó rất là lớn, đó chính là hai thiên thần của mình. Dạ, đúng. Mình phải đồng hành với các con. Hai thiên thần của em rất xinh đẹp. Và ngày hôm nay anh cũng rất muốn một tiểu Hải Nam xuất hiện ở đây, và một tiểu Kiều Vân xuất hiện ở tại sân khấu này. Dạ. Được chưa hả? Dạ. Rồi xin mời hai con ơi. Mẹ cảm ơn con. Còn cái gì nữa? Con còn thương nữa hả? Chào nè, hai con có muốn nói gì với mẹ rồi. Vân không? Thôi bây giờ đứng lên luôn đi nha. Bây giờ con tên gì? Dạ con tên Đặng Minh Khôi. Minh Khôi là? Dạ là Khôi Ngô và Khôi Thông Ngô, Minh. Khôi Ngô, Thông Minh. Dạ. Đó, còn con? Con tên là Đặng Minh Diệu Anh. Diệu Anh. Dạ là ánh sáng, là ánh sáng kỳ diệu. Dạ. Dạ, đây là một chàng trai rất là tình cảm, rất là yêu thương mẹ. Nhưng mà hơi khó tính ạ. Dạ, cái khó tính này em cũng không biết từ đâu ra, chứ còn Hải Nam nhà em không khó tính ạ. Còn bây giờ nãy đó, thì thấy là hai bạn xuất hiện.
Hả? Khôi thì có bó hoa, còn Diệu Anh thì là có một lá thư. Lá thư này là Diệu Anh viết hả? Dạ. Hả? Ai viết? À Khôi. Ồ, Khôi viết. Nếu vậy hả? Thì là Khôi viết cái gì vậy Khôi? Con viết cái gì mẹ, vậy? Mẹ mở được không con? Trời. Gửi mẹ Vân, con cảm ơn mẹ đã nuôi nấng con nên người. Mặc dù không có bố bên cạnh, nhưng mẹ phải mạnh mẽ hơn nữa vì đã có con. Con và em sẽ ngoan ngoãn, chăm chỉ học thật tốt để mẹ yên tâm. Con mong gia đình mình luôn hạnh phúc và yêu thương nhau giống như khi có bố. Bác Vân hỏi Khôi nha, sau này á là Khôi sẽ học cái ngành gì? Khôi thích làm gì? Dạ, mơ của con là gì? Dạ, con ước mơ của con là trở thành tay vợt cầu lông chuyên nghiệp. Tay vợt cầu lông chuyên nghiệp hả? Rồi, rồi lúc mà con làm chuyên nghiệp rồi con đi đấu giải hả? Quá trời tiền luôn, cái tiền đó là con để ở đâu? Con đưa cho ai? Con đưa cho mẹ. Đưa cho mẹ. Đó. Lại cho bố. Đó, đó. Diệu Anh có nhớ bố không? Có. Vậy con có hay mơ thấy bố không? Có bao giờ? Có. Bố có nói gì với con không? Có lần con hỏi bố đi đâu, cái bố có bố đi lên bố cười nhưng chứ bố chẳng nói gì. Bố cười bố không nói gì. Cảm ơn hai con ngày hôm nay đã đến đây để mang tặng cho mẹ những món quà vô cùng ý nghĩa. Em tên là Phạm Minh Tạo, năm nay em 27 tuổi, em sinh ra ở Ninh Bình mà em làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại đang sinh sống cùng ba xã em đấy. Còn em là Huỳnh Phạm Phương Vy, em cũng sinh ra và lớn lên ở Thành phố Hồ Chí Minh, năm nay em cũng 27 tuổi. À, hai bạn bằng tuổi nhau hả? Dạ. Tạo đã vào Thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ, em vào 10 năm rồi. Vậy là em vào được bao nhiêu năm thì em gặp được bà xã em? Dạ, em vào được khoảng 1 năm. Hai vợ chồng em ngày trước là gặp nhau ở thao trường dân sự, thời gian đó là vào khoảng tháng 3 năm 2005. Dạ, hôm đấy là buổi tối, em đang thất tình, em có yêu một cái người con gái nhưng mà người ta không có đáp trả lại tình cảm của em. Dạ. Em đang rất là tâm trạng, thì em có nhìn thấy cô ấy đi qua, thì em cũng biết là cùng lớp, em cũng gọi rồi. À, làm quen, bắt đầu nói chuyện. Gọi vô đâu? Dạ, gọi vô cái đá. Em làm cái đá một mình. Phải nói rõ. Trời em nhìn em sợ lắm. Khuôn mặt thì đó bừng bừng, người thì có vẻ thô kệch lắm. Thì lúc đó rất là tội nghiệp, nên em cũng ráng chịu trận. Không ngờ là chịu đến 3 tiếng đồng hồ. Em gan đấy chứ bộ, gọi vô là em vô luôn. Thì ban đầu cũng làm quen với nhau. Nhưng cái câu hỏi đầu tiên mà sau khi làm quen hỏi người ta là này bạn, bạn đã từ chối hai người chưa? Thế là hai người cứ xoay quanh cái câu hỏi đấy. Và em cảm nhận được cái sự chia sẻ, cái sự đồng cảm của bạn ta. Sau cái buổi nói chuyện đó thì cái cảm giác của em như thế nào? Dạ em hoàn toàn bình thường, coi như là ngày hôm đó mình tặng buổi tối đó cho ai đó đi chứ cảm giác gì vậy chị. Dạ. Hai người là người nào có cảm tình trước với người nào? Đương nhiên là em, sau khi nói chuyện cái buổi tối hôm đấy á là em có cảm tình bạn này. Bởi vì em thấy là hai người tuy khác nhau hoàn cảnh nhưng mà cũng chia sẻ nhiều thứ. Em cũng không biết là phía đối phương như thế nào, nhưng mà em cũng tìm cách em tiếp cận bằng cách là em nhờ đội quân đi dò la tin tức xem là tình hình cô này như thế nào, có bạn trai chưa. Đội quân đó là thuê ở đâu? Dạ không, là bạn trai đúng không ạ? Sinh viên mà chị nhất thủy nhiều ma mà. Thì là một hôm em rất là bất ngờ khi nhận được cái món quà đầu tiên mà một người con gái tặng cho em. Anh nói quà thì thôi chứ đối với em chỉ cho à. Tức là sao? Em thấy người ta thiếu thốn mà thiếu thốn tội á, em mua cho mà đưa vớ. Thế họ cũng sợ mà mang giày không mang vớ anh. Nhận cái món quà đó xong rồi thì em có quyết định tỏ tình chưa? Em nhận được cái món quà đấy em vui lắm, vì là mình đang cảm tình với người ta mà tự nhiên người ta tặng quà như vậy. Em không nghĩ là bên này, em không biết là bên này nghĩ như gì đâu. Nhận được là em thích. Thì em cứ ăn dư bở đó, em nghĩ cái vụ đưa đó. Em nghĩ chắc là cô ta đáp trả lại mình đó. Ăn dư bở là tưởng bở đó, đúng chưa? Gần đến cuối cái kỳ quân sự đó. Thì em quyết định là em tỏ tình. Sau một hồi mà gãi đầu gãi tai rồi mũi đốt này, quay sang nói, thời gian vừa qua đó, cảm thấy rất là vui khi có một người có thể chia sẻ mọi cái buồn vui với mình. Em quay sang. Mất ngắn giai đoạn luôn. Quá tuyệt vời. Đúng là tỏ tình trong thao trường có khác. Miệng nói tay làm phải làm. Miệng nói môi làm, làm. Em bất ngờ, không ngờ thời gian qua em đã bỏ công em chờ một thời gian đó. Nói chuyện thật với mày hôm nay lại manh động như vậy. Nhưng mà cái thời điểm đó thì ngoài bạn này thì còn có ai đeo đuổi em nữa không? Không phải có mình em theo đuổi cô này đâu. Rồi. Có vài người nữa rồi. Hôm nay em đang uống nước ở căng tin. Đấy là nghe cái đài phát thanh ấy, cái phát thanh của thao trường nói. Phương Vy lớp ABC này, lên phòng phát thanh có người gặp. Thế là ngay lập tức em chạy đứng ở ngoài bình xem. Anh nào. Tại em có nhìn cái đối tượng đó. Một lúc sau mà không thấy Phương Vy ra. Thế em mới đi vào phòng. Em vừa nói mà em vừa chào thôi. Ê Phương Vy, sao con người kêu đài phát thanh ra mà không ra thì đứng ngoài chờ. Thì nói sao? Em nghe tên, nhưng em nghĩ chắc ai nhầm á, không phải là em. Em không quan tâm, em không đến. Sao em quan tâm tới ai vậy? Dạ, lúc đó em đang vui mà em chẳng quan tâm ai. Có nghĩa là cái người đó, em có biết cái người đó là cái người mà đang đeo đuổi em không? Dạ không. Em có biết chung quanh em là rất nhiều vệ tinh đeo đuổi em không? Ừ. Biết không quan tâm chị ơi. Em hay quá vậy? Cái lẽ đẹp mà chảnh á. Đẹp. Tại đường đường ở đó có nhiều người đùa vậy đó, nên em không đến. Thế là ngay tối hôm sau em đang thừa thắng không lên luôn. Em hẹn ra một buổi tối nữa, nhưng mà chỉ khoảng 5 phút thôi.
em muốn khẳng định chắc chắn lại là tình cảm của hai đứa trong thời gian vừa rồi như thế nào? Dạ, đến đó thì cũng hình sự lắm, nghiêm trọng lắm. Em thấy có vẻ là rất là cái nhập hết tâm vào cái buổi nói chuyện hôm đó. Nói là muốn cho câu trả lời. Em bảo là chuyện hôm qua coi như quên hết đi. Bây giờ Vi chưa sẵn sàng cho một điều gì hết, cái em bỏ đi. Lúc đấy là em bị từ chối chính thức. Em gần như là mình sụp đổ ấy. Nhưng mà em vẫn cố gắng bình tĩnh. Tại vì chắc làm ca như vậy, nhưng mà dù sao đi nữa thì Tạo vẫn sẽ cố gắng chứng tỏ tình cảm này và mong Vi thay đổi. Xong rồi. Rồi à, hai người có hay đi chơi với nhau không? Dạ nhiều chị. Ví dụ như lần nào đó là lần đầu tiên em cho người này đi chung với nhóm bạn của em. Thì đó là đi câu lạc bộ xanh á. Là đi trượt cỏ. Dạ đúng rồi, đi trượt cỏ chị. Thì lúc đó em đang ở trên, em định trượt xuống thì em nhìn thấy dưới mọi người cứ bảy xuống đến nơi thì ai cũng cười lắm, người bò ra chỉ vào mặt ông này, chẳng biết là chuyện gì, nhìn lại thấy cái quần tét trơ. Em trượt cỏ mà sao mà gì mà tét quần dữ vậy? Là bởi vì em chưa chơi cái trò đấy bao giờ, nhưng mà cũng muốn lấy le với đám bạn. Khi mà đang lao thì trình nó dốc xuống á, em tiến chân em té một cái rất là lăn quay ra, nhưng đứng dậy á là mình cảm thấy ở dưới mát mát anh nhìn xuống trời ơi tét quá được theo như vậy. Tay mà trượt cỏ. Vậy là phải kinh nghiệm á, mai mốt đi trượt cỏ mà còn jean đúng không? Dạ đúng rồi. Chứ mà thì bởi vì em chưa đi chơi bao giờ, em không có biết là phải chuẩn bị những cái gì. Chồng em có đặc sản mà chị. Đặc sản hả? Dạ, đặc sản là áo quần và quần tây. Mặc trong cái thời bên thường anh ống len như vậy nè, ống len to như vậy, dạ, nó vướng nó mới tay như vậy đó. Bây giờ là còn mặc cái thời trang. Dạ không ạ, sau buổi đó là em cạch luôn rồi. Em không có mặc thời trang nữa. Rồi sau cái trượt cỏ nó có đi đâu mà ấn tượng đâu? Cũng có một kỷ niệm em muốn chia sẻ với anh chị. Ngày trước ấy, bà xã của em ấy, là cô ấy có một cái nguyên tắc là khi mà hai người mà đã có cái vấn đề gì mà bất đồng ấy, mà để cho cô ấy ta giận ấy, nếu mà giải quyết không trước 3 ngày thì mọi chuyện kể như kết thúc. Đợt đó là hai đứa cũng có một cái mâu thuẫn, nhưng mà em nghĩ là mình có lý, mắc mớ gì tôi phải đi, tôi xuống nước rồi tôi năn nỉ. Em cũng mặc kệ vậy. Đến ngày thứ hai thì mọi chuyện là xảy ra. Cái gì mà giận mà không giải quyết là càng ngày nó càng nâng cao lên. Thì ngày thứ hai mà không giải quyết được em bực rồi đó. Nó là ngày không giải quyết phải không, cho qua cho hết 3 ngày luôn. Em với đám bạn em đi Vũng Tàu. Thì đi đến Vũng Tàu thì chiều tối thì đứa bạn nó mới gọi ra. Em tưởng đứa đó có gì với em chứ. Nhìn thấy ông này ở ngoài kia. Bất ngờ đó. Tức là em đột ngột ra Vũng Tàu. Dạ. Thì hôm đấy sau khi mà chở cô ta ra với đám chỗ hẹn với đám bạn ạ, là em chạy xe về nhà, bởi vì đi xe của cô ta mà. Chạy xe về nhà trả xe cho gia đình xong. Em nghĩ trong đầu, thôi rồi, hôm nay là ngày thứ hai rồi mà xế chiều rồi chị. Ngày mai đi Vũng Tàu vẫn hết 3 ngày là chắc chắn em không còn cơ hội. Đấy là em quyết định bắt xe đò đi xuống Vũng Tàu. Lúc đấy thì đúng là lúc hết tiền, đi xuống Vũng Tàu, đi chạy bộ. Thôi, em chạy từ bến xe Vũng Tàu, bãi trước, bãi sau, quăng đi tìm. Bãi biển rộng biết bao nhiêu người, em tìm mãi không ra. Thế đến tối mịt rồi, em không có cách nào khác. Em nhắn tin cho cái anh bạn mà đi cùng nhóm ạ, là bây giờ ông đang ở đâu, bí mật nha, để tôi tìm đến. Có chuyện phải quyết. Cái hoàn cảnh em gặp ảnh á cũng thảm lắm. Tay cầm hai chiếc dép lào. Trời ơi. Mồ hôi nhễ nhại ra, em nhìn thấy là em hết sót hết luôn. Giống như là mồ hôi nhễ nhại. Dễ thương luôn đó phải không? Ừ, dạ. Đúng rồi luôn. Trời ơi. Nào chị hỏi nè, sau khi mà lấy nhau rồi đó, em có phát hiện một cái tật xấu nào đó mà lúc yêu nhau á chồng của em giấu, mà giấu cho tới lúc mà lấy nhau rồi mới lòi ra không? Đó. Cao thủ luôn chị. Cao thủ. Đúng không? Tại vì á chị nhìn nè, chị nhìn là chị biết là coi như là giấu rất là giỏi. Chị hay vậy? Trời ơi, chị là phụ nữ mà. Quen đi nhau thì ngày nào cũng tặng quà. Thậm chí là không phải là dịp lễ gì cũng tặng quà. Vậy hả? Dạ. Cưới nhau về 17 tháng 10, cưới 20 tháng 10 không thấy hết trơn. Dạ. Ráng em đợi, tới tay cũng có luôn. Ráng em đợi nữa, 14 tháng 2, trùng dịp Tết thôi em cũng mua gì cho qua vậy. 8 tháng 3 là em nghĩ là thôi thì để coi hôm nay có gì đặc biệt cho mình không. Thì mình cũng có đặc biệt là em đi uống tóc cho đẹp. Cũng đẹp lắm dạ. Em biết thích tóc dài mà em muốn tóc dài dạ. Tối hôm đó giờ em thấy gì trơn á. Bà này mình đoá rồi đó, cắt tóc em luôn. Cắt tóc em luôn. Em biết tóc như em mấy tóc dài mà. Dài đó, tóc 8 tháng 3 không có quà. Sáng 9 tháng 3 cắt tóc luôn. 9 tháng 3 mà không có lại mũi giống anh luôn. Rồi sao em chuyện gì xảy ra? Lúc đó em về là em định chọc vợ một cái, định chào thôi. Trời ơi, ai thích chưa? Em không nhận ra. Em đứng hình cũng 3 giây luôn. Nhìn vào cái tóc tôm boy. Không, cút như thế này. Em hết hồn. Mà đúng là trong tay em cũng không có quà thật. Nhưng mà lúc đó không hiểu vì sao mình nhìn thấy là mình cười phá lên. Thế nên nhìn cô ta thì cô ta cũng bắt đầu e thẹn như vậy. Xong cũng cười lên. Nhưng mà lúc đấy có nghĩa là biết là em quý nhất là cái mái tóc cô ta rồi. Nhưng mà thấy cắt ngắn đi như vậy là thấy cũng có lỗi ngược lại với chồng. Nhưng mà em có hiểu lý do vì sao mà vợ em cắt tóc ngắn không? Chắc không đâu, chứ em nói biết rồi chứ. Nhà biết là nhà chồng em được cái là hiền nổi vợ em. Vợ em nói được xấu em. Vậy thì tật xấu của vợ em là gì? Có ý với bà xã là cũng không nên nóng tính. Không nên nóng tính quá. Với mỗi lần mà giận em cái gì á, cũng đừng có nén đến 9 tháng 3, 10 tháng 3 cắt tóc nữa. Mà hãy cố gắng, em hãy cố gắng. Em nói thẳng với anh rằng anh sai cái gì, anh hứa là anh sẽ sửa được. Đó là một lời góp ý rất là chân thành. Còn về phía em á thì chị thấy rằng cái chuyện mà
quên tặng quà đó thì không phải rơi vào một mình trường hợp của Tạo đâu. Rất nhiều những ông chồng đã quên cái điều đó đối với phụ nữ mình. Cái đó thì có thể khắc phục được. Nhưng mà còn những gì mà em muốn chồng em góp ý chân thành cho chồng em giống như là chồng em vừa góp ý cho em không? Cái này xét tép á. Xin em. Dạ. Em thương chồng, nấu đồ ăn cho chồng mà lúc nào đứng sau chỉ đạo không mà. À. Dạ. À, thích chỉ đạo. Nấu cho anh ăn là phải nấu đúng theo cách anh nấu luôn, chứ không phải là em muốn nấu sao miếng anh ăn không có đâu. Dạ. Chiên trứng là bắt em phải hất cái chảo ra vậy nè cho nó lập cái trứng nó chịu. Dạ. Bởi vì em làm được, em cứ hất lên được, cái người ta làm em được. Muốn vợ em phải làm được cái chảo đấy rồi ăn nó mới ngon. Đi dùng cái muỗng đảo lên ăn không thích. Tức là vợ thì mong rằng chồng bớt cái chỉ đạo đi, tức là gia trưởng. Nhưng mà theo chị thì cho đến thời đại này, thời điểm này rồi á, thì cái việc đó mình chùi bớt đi, có mất mát gì đâu em. Dạ. Đúng không? Mà làm hạnh phúc gia đình hơn nữa chứ bộ. Em sửa được không? Dạ, em chắc chắn em sửa được. Cái tính nó khó sửa lắm đó nghe. Dạ, không, chẳng nhưng mà ngày hôm nay mà chồng em đã hứa, chị nghĩ là sửa được đó. Dạ. Còn em thì có sửa được không? Dạ, nóng tính cũng nóng gì lắm đó chị, không có im nhiều thôi. Thật ra cái chuyện nóng tính á là nó là một phần mà chồng em là mong muốn em có sự sẻ chia. Có nghĩa là bực cái gì là nói. Dạ. Đoán ý khó lắm, nhiều khi đàn ông người ta đâu có chi tiết như mình. Đúng không? Dạ. Bực cái gì nói liền. Chứ không tự động em đi hy sinh cái tóc của em làm gì, đúng không? Rồi bỏ em có muốn chồng em thay đổi một cái gì không? Chẳng hạn như là sẽ nhớ là những ngày mà quan trọng tặng quà cho mình không? Dạ, em thấy là mấy ngày đó hầu như anh không quên. Không quên nhưng mà không làm hết trơn. Chị lại thấy như vậy nè. Thực ra cái món quà không cần lớn lao, một đóa hoa hồng thôi, hoặc là một trái cóc, hoặc là một trái ổi, nhưng mà đó là món vợ mình thích. Trời ơi, thú vị lắm em, chị nói thiệt. Nãy giờ chị thấy hai tụi em rất là yêu nhau. Nhưng mà có một cái chị thấy Tạo cứ gọi vợ là cô ta là sao? Dạ, đây là ngôi thứ ba thôi chị. Ngôi thứ ba, dạ, ngôi thứ ba. Đổi đi. Bây giờ em thử đổi bà xã ơi, hoặc là cục cưng ơi. Cái tự nhiên em thấy buổi tối em nói dạ, khác liền. Em chưa bao giờ làm như vậy chị. Đó, tối nay đổi thử nha. Dạ. Và anh nghĩ là hai vợ chồng nên tăng cái tính lãng mạn hơn nhiều. Đúng hơn. Rồi. Thì anh đúng nghĩ rồi, nó sẽ là hoàn hảo hơn cho cuộc sống này, nó sẽ hạnh phúc. Vâng, dạ. Một lần nữa xin cảm ơn hai vợ chồng. Dạ. Tao và bên chị. Hồng Vân và chúc anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Thị Kim Anh, năm nay 36 tuổi, ở Biên Hòa Đồng Nai. Biên Hòa Đồng Nai. Dạ. Công việc? Công việc là đang bán rau ở nhà. À, bán rau. Dạ. Rau đó chị. Đúng rồi. Nhưng mà ý là mình là kiểu như là rau là do mình nhà mình tự trồng hay là mình lấy rau? Dạ, dạ không, em đi lấy ở chợ đầu mối về. Đó, chị ơi. Giống như ở nhà, ông chồng ông nói hết rồi sao? Ông đó. Hứa hết rồi sao? Thì đó. Bởi vậy nghe thùy mị, nhẹ nhàng thì còn đó. Bên kia người ta lấy hết rồi sao? Thì đó, thì bây giờ chuyển qua ông chồng đi. Đó, mời bạn mình. Dạ, chào chị Hồng Vân với lại anh Quốc Thuận. Em tên là Phạm Hồng Minh. Người ta hay gọi là Minh Râu, tại vì để râu bán râu. Em ở Biên Hòa Đồng Nai, công việc của em là kinh doanh râu thì mười mấy năm nay rồi. Mình mới kinh doanh thêm mặt hàng nước giặt xả với lại một số mặt hàng tiêu dùng á. Dạ. Lưới gì cưng? Nước giặt xả. Nước giặt xả. Ủa cái nước giặt xả nó có liên quan gì tới Quyền Linh không? Dạ, giống vậy. Có không? Dạ, đúng rồi. Giống, có bán cái mặt hàng của anh Quyền Linh không? Cái Amity á? Dạ, có. Có luôn. Ủa, là em bán cái Amity á hả? Nước giặt xả với nước rửa chén, nước nâu sàn với một số mặt hàng á. Đó là của ông luôn đó. Cái hiệu Amity hả? Dạ, không, hiệu Minh Râu luôn. À, người ta tự kinh doanh, không có luôn. Thì em tặng cho chị Hồng Vân, nó thật là có người thùng về xài thử. Cảm ơn mình đâu, bạn mình. Chị ơi, như vậy không phải là bán của mình mà đối thủ của đối thủ mình đó. Đấy rồi, nước giặt tên là Minh Râu, nước giặt xả Minh Râu đó, râu Minh Râu đó. Chị ơi, bây giờ người ta chuyển hướng, người ta để cái phần rau đó cho vợ người ta kinh doanh, còn mình là kinh doanh sang mặt hàng khác. Chị thấy cái đầu ghê không? Đâu, nhìn cái đầu thôi là thấy ghê rồi đó. Đâu, em vẫn bán rau bình thường nhưng mà ít bán ít nạ thôi. Dạ. Yeah. Mới bán được có thời gian gọi như là bán trải nghiệm thu thập những cái khách hàng như thế nào, chất lượng nó có đạt, phản hồi khách hàng tốt thì mình phát triển thêm. Còn không tốt thì mình phải coi lại. Tôi nhớ là cái đợt dịch đó là Minh Râu có rất là nhiều những cái slogan. Đúng. Nó mặc dù nó sai chính tả, mặc dù câu cú nó không có đúng gì cả, nhưng mà nó lại để lại một cái ấn tượng là bởi vì nó rất thật, nó rất chân thật, nó rất đời thường. Đó, đúng không? Giống như là đâu, đó, đâu nè, ai muốn mua thì mua, không lấy tiền. Vậy thì bây giờ mua thì mua, không lấy tiền. Mua thì mua, mua thì mua nghe. Ai mua thì bán, ai xin mua thì cho. Bán, đúng rồi. Tiền thì ai xin thì cho. Ai xin thì cho. Vậy thì trong thời gian gần đây có cái câu nào mà nó ấn tượng mình đâu? Tự nhiên mà kêu em nghĩ không, gần đây á, gần đây á, mình có ra cái câu nào mà nó ấn tượng nữa không? Tự canh tự đến tiền á. Hôm nay hơi mệt mà mấy em mua nhanh gọn lẹ rồi về chứ đừng có hỏi nhiều. Nhiều lúc mệt quá, dọn hàng mệt quá mấy em hỏi nhiều quá. Sẽ nó nhậu sẽ sai tí đấy. Nhưng mà cái rau của mình bán mà chạy nhất là cái loại rau gì? Dạ rau muống đột biến đấy chị Hồng Vân. Rau muống đột biến. Dạ. Tại sao vậy? Tại sao? Tại vì nó mềm, cho người ta mà đâm ra bán chạy, mặt hàng nào mà tặng miễn phí là chạy nhất. Mặt hàng là bán ép. Không có lấy tiền nữa. Ai cần đến lấy thì bán chạy lắm. Mình kéo cái quần xuống. Kéo cái này. Ok, rồi. Bây giờ đến cái phần cơ duyên ha. Không biết rằng là hai bạn coi như là lần đầu tiên gặp nhau trong cái khoảnh khắc nào và có ấn tượng gì về nhau?
Dạ, lần đầu tiên gặp nhau là do ông anh họ của anh, lúc đấy anh bị tai nạn giao thông ở trên Biên Hòa xong rồi lâu về. Chưa lâu rồi, cách đây cũng mười mấy năm rồi. Xong rồi về quê để chữa, về quê để nghỉ ngơi á. Xong rồi ông anh họ ấy, xong rồi dẫn lên nhà chơi, bà biết con bé này lắm, con bé này thì ta mới vô mấy ngày à, cũng dễ thương, rồi dẫn mày xuống. Đúng rồi, đi tán gái đi, tán qua mùa mưa ấy anh, không mấy buồn. Xong rồi dẫn xuống, lúc đấy là con chị ăn ở nhà làm theo trong nhà đâu biết đâu. Rồi dẫn xuống quen, lần đầu tiên gặp ổng thì cũng thấy ổng không có đẹp trai như bây giờ đâu. Xấu lắm. Nhưng ổng thì tóc có tóc không? Có tóc có râu không? Có tí tóc. Râu thì cũng chưa có đâu, không thấy hôm nay. Có tóc không có râu. Mới có bình tóc thôi. Bây giờ có râu thì lại không có tóc. Mặt này sẹo nữa, mặt này sẹo nữa, tai nạn này sẹo nữa. Nhưng mà ấn tượng là ổng vô nhà ổng cười ấy, ổng cười ấn tượng cái nụ cười của ổng ấy. Xong rồi là ổng thật thà. Thằng em đi đọc kênh về, xong rồi có cái bánh ong cống đấy, ông xin luôn cho miếng ăn, vậy ngồi ăn tình bơ vậy luôn. Cái bánh gì? Bánh ong cống ấy, hồi ở dưới quê hay đọc kênh người ta. Bánh ống á. Cái bánh đó chị là cái bánh đó ai mà không xin. Chị thấy em cầm cái đó chị cũng xin nữa ha mình ha. Nó rất dễ mà. Chị tưởng là cái bánh mà bánh cống á, bánh cống mà để ăn nước uống á. Bánh cống miền Tây á. Đó thì cái đó mới là gọi là thật nhất á, coi như là cái bánh đó xin là ăn nó mắc mệt á. Rồi ông ăn ngon, ông ăn tự nhiên. Nhưng mà Minh ơi, cái lúc đó là lần đầu tiên Minh gặp cái cô bé này thì Minh có ấn tượng gì cổ không? Ngày đầu tiên thấy cổ thì có ấn tượng Minh là về cái nụ cười đó. Ngày đầu tiên thấy nó cười, nó nhe ra hai cái răng khẩn, nó cũng hay. Nghĩ mới đầu này đi tán gái đi chơi cho đỡ buồn mấy ngày nghỉ dưỡng bệnh mà sao thấy cái này cười thấy hay, thấy ấn tượng đấy, quen. Rồi xin cái bánh nữa đúng không? Xin bánh là xin bánh của em ruột rồi giờ. Nó ngồi nó làm theo, nó cứ ngồi nó nhìn, nó cứ nhe răng, nó cười thôi chứ nó không có. Nhớ bữa đó ông ăn mấy cái không? Xin có một miếng thôi, không dám xin nhiều, xin nhiều em nó khóc. Tức là trong cái tâm trạng của em lúc đó là em chỉ nghĩ là thôi kệ tán gái vô qua mùa mưa thôi, đúng không? Ai dè là cái nụ cười đó là hớp hồn em luôn. Có hớp hồn không? Giờ luôn. Có sao xuyến có hớp hồn không? Có, thấy bạn nhỏ này cười thấy hay. Và sau đó về nhà là quyết định coi như là tấn công cô gái này. Dạ, về là bảo là cứ ngay xuống hoài. Là có nghĩa là cô thiệt á, chứ không phải là cái kiểu mà tán cho qua mùa mưa nữa. Mấy đầu là mang tin chỉ đi mấy ông anh họ đi chơi cho vui qua mùa mưa thôi. Nhưng mà thấy nó gặp cái là thấy ấn tượng. Thấy rồi, nghe là cái kiểu của ông á, cái kiểu của ông mà nó kiểu mà hơi bất cần á, hơi kiểu hơi kiểu mà tỉnh vậy đó. Dạ. Vậy cái cách ông cô gái là sao? Tôi còn nhớ không? Đã thấy quen được mấy ngày, 3-4 ngày ha. Đã thấy nó bật đèn xanh nữa rồi mình thấy và chắc được. Ủa, bật đèn xanh sao? Nghe thấy cái là lúc mà nói chuyện mình có cảm nhận được người ta cũng có ấn tượng với mình ha. Còn ban đầu thì đôi khi nó chỉ ngồi máy nó theo nó đâu nó cười thôi chứ không nói. Mấy ngày sau 3-4 ngày sau thấy nó nói chuyện này kia thấy mình có cảm nhận được có gì đó đâu là chắc. Tức là 3-4 ngày sau em lại mò lên nhà của... Đâu, từ ngày nào cũng đêm. Ngày nào cũng đêm. Ngày nào cũng đêm. Vậy đó hả? Dạ, đúng. Đó, là bắt đầu 3-4 ngày sau mới cảm nhận là bật đèn xanh. Dạ. Đúng không? Tức là dạ. lúc mấy ngày sau thì em thấy thích anh này. Dạ, cũng lần đầu tiên cũng đã thấy có cảm tình rồi. Rồi. Cái điều gì ở ảnh mà khiến em coi như là bật đèn xanh ảnh mà chỉ trong tích tắc có mấy ngày thôi? Thấy ông thật thà này, ông không có ra vẻ. Ông rất là thà, ông có sao, ông ai vậy thôi, ông không có ra vẻ. Có vui tính không? Có cũng vui tính. Có hay chọc ghẹo em không? Chọc em cười hả? Vậy là đang theo và cười hoài. Tại vì ổng đã ấn tượng cái răng khẩn của em rồi. Cho nên chắc chắn một điều là ổng rất muốn đến để mà ổng nhìn cặp răng khẩn đó. Đúng không? Gì đó bạn Minh bạn nói đó. Có nghĩa là nó ngồi theo, nó ngồi may gì nó cũng nghe răng lên nó cười. Thì bây giờ là chắc là nụ cười thường trực rồi. Nhưng mà sau đó bao lâu thì hai đứa chính thức quen nhau? Lâu không? Chắc tập 2-3 tuần, 2 tuần á, hai tuần. Hai tuần là dính luôn. Dạ, 2 tuần là quen nhau nhưng mà cứ đến nhà chơi thôi. Cứ đến nhà rồi con nhà em chơi thôi. Rồi thôi bây giờ cái chỗ đó qua đi. Bây giờ tới cái chỗ dính nè, hung nè, nó làm sao? Không, nhưng mà ý là chị muốn hỏi là ví dụ như em quen bạn này thì gia đình bạn này có đồng ý để cho hai đứa quen không? Quen được 3 ngày á là gia đình nghe nói là hồi xưa có Minh Râu rồi, sẽ gọi là Minh Rít, em Quang Lùng, thằng anh của em nó cũng thuộc dạng tín tèo này nội á. Nó là bố mẹ vợ với lại mấy em vợ với mấy thằng ở xóm nghe danh vậy là nói là cấm đâu cho quen đâu. Cấm không cho quen, muốn là em đến chơi phát hỏi cái mang có nhà không hay bác. Nó đang rửa chén sau ấy, mà giờ kêu nó đi chơi rồi. Em cứ tự biên tự diễn ngồi, tự pha trà, tự ngồi uống chơi, hồi nó nọc tọc nó lên. Vậy á hả? Thì hồi đấy ba mẹ giờ cấm thì đương nhiên hồi biết là hồi trẻ gọi là chủ nhi ấy, mình cũng nghịch à. Thích thể hiện. Dạ, đúng rồi kiểu vậy. Và nghe nó bảo thằng anh nó quậy, và thằng em nó cũng quậy, đâu là không muốn con gái mình quen á. Là cấm đâu cho quen. Cũng đúng thôi, đúng không? Dạ, đúng rồi. Ủa, nhưng mà sao mà vượt qua được những cái sự cấm cản đó để mà hai đứa coi như đến được với nhau? Thì là đấy bố mẹ vợ với lại bà con bên vợ cấm dữ lắm. Rồi hôm đấy là xảy ra sự cố ngoài muốn xong rồi dẫn nó đi bù đời. Dẫn nó bỏ đi cả tháng trời. Được tháng không ta? Không, được mấy tuần á? Mấy tuần đó rồi đợi điện thoại về thì bố vợ kêu mày về đi tao gạn tao làm đám cưới cho. Nhưng mà sự cố ngoài muốn là cái gì? Giống như hôm đấy là đi lễ đó, đi lễ. Đi lễ mà gặp anh này ngay chỗ đầu nhà thờ á, xong rồi lúc con xuống xe thì anh này tới nói chuyện,
và chị gái chạy vô cất xe. Xong rồi về, xong rồi bảo cái Tường là con đi chơi, bỏ lễ, không đi lễ, đi chơi trốn, đi chơi ông này, về không phải cáo ba má. Xong rồi về, ba má cũng bảo thôi để đấy tính tao về tính tội, ba má cũng đi lễ. Ông bà sợ quá, bà sợ bảo giờ chết rồi, bây giờ ông bà không tin nữa rồi. Không tin là mình có đi lễ. Xong rồi bà bảo ông phải thôi, vậy nên đang chở đi, vậy là vô cuốn gói là đi luôn, trốn luôn. Lúc đấy không có suy nghĩ gì nhiều đâu ơi, chị Hồng ơi. Nghèo lên xe là đi với ông luôn. Mà gặp bà chị gái bà dằn cái xe lại chứ. Thương mà chị sợ. Ôi là ra sự cố mà em muốn là cái đó là hả? Trời, tôi tưởng đâu cái vụ kia. Rồi xong rồi. À, bố điện thoại cho Minh luôn à, hay là điện thoại cho Kim Anh? Đâu, điện thoại về, hồi đấy không có điện thoại như bây giờ đâu, chỉ có điện thoại bàn thôi. Điện thoại về hỏi thăm dò la tình hình ở nhà. Xong rồi ba má cũng khuyên thôi đi về. Là em hả, em định về đúng không? Về xong rồi ba thôi về. Thì cái lúc mà đi trốn ấy, thì cái chuyện gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi đấy. Đấy, xong rồi bà thôi bây giờ ở dưới quê mà con gái mà đi theo trai như vậy thì mang tiếng. Đúng rồi. Giờ gọi về phải no cưới gấp. Thì thôi về cưới đi, giờ nó không, mình không chịu thì nó chịu và thì nó phải chấp nhận thôi. Gọi về cưới thôi. Nhưng mà anh hỏi thiệt nha, cái điều gì mà khiến mà em quyết định là em bỏ em đi theo trai ở bạn này, trong khi bạn này quá lẫy lừng? Dạ, lúc đấy là sợ ba má con là cũng không phải là nghiêm khắc lắm đâu, mà lúc đấy là tâm trạng mình sợ, có nghĩa là mình đi mà sao bạn mình không đi là sợ. Có nghĩa là bạn này á, thứ nhất là yêu quá trời yêu rồi, thứ hai là cái sự cố là hôm đó là theo lẽ phải đi nhà thờ, mà bên đảo á mà đã trốn đi nhà thờ á là một cái lỗi rất là lớn. Thành ra là hôm đó người ta có đi nhà thờ nhưng mà chị lại học lại bằng là nó không đi nhà thờ mà nó nói chuyện với mình kiểu vậy đó. Thế là đến tay bé thì sợ quá, bé bỏ đi luôn mà nhờ cái cú đó. Dạ. Chắc là Chúa phù hộ cho cưng đó, đúng hai không? Đứa chắc là được Chúa chứng kiến rồi đó. Mà đi nghe lên xe đi, ông này ông đâu có đồng bào nhà trong người đâu. Ông dẫn vô trong cái ao cá nhà thằng bạn ở trong ao cá, ở trong bên ao cá. Vậy là chắc có cái chòi nhỏ nhỏ thôi đúng không? Rồi, chị An á, nhà bạn nè. Đúng rồi, ở trong đấy hai vợ chồng ở trong đấy là dẫn ao cá cho người ta luôn. Giữ ao cá luôn. Thì dẫn ao cá luôn. Trời ơi, rồi chắc là phải ngủ mùng chứ không thì mũi cắn có chết. Có nhà đâu mà. Và cái đêm đầu tiên định mệnh chắc là ở bên ao cá luôn đúng không? Dạ. Chúc mình đi sâu vô. Đêm đầu tiên chắc trước đó. Không. Là trong nhà xóm xích nổi cần trong ao cá lúc đấy là xong mấy là xong rồi đúng không? Rồi bây giờ nè, trong túi không có tiền mà đã gì ông dẫn con gái người ta đi nữa. Dạ. Rồi bây giờ tiền bạc đâu mà tiêu xài sao? Rồi hẹn hò cà phê sao? Sao đó đi thì mượn đấy, đi mượn đấy là mượn bạn. Em học thời trung cấp ở trên Biên Hòa cũng từ năm 99 á. Thì hồi đấy cũng đi làm công ty cũng có bạn bè thì ghé mỗi thằng mượn ít rồi xoay sở đến kiếm Việt Nam. Lúc đó em làm gì? Lúc là anh làm bảo trì trong nhà máy á, là khu công nghiệp Biên Hòa. Tức là chưa có là buôn rau chưa, luôn đúng chưa, không? Chưa, rồi. Rồi sau rồi hai đứa đi về nè. Đi về rồi là làm đám cưới luôn. Dạ, là mấy tháng mới là đám cưới. Ờ, làm đám cưới. Rồi sau đó là bắt đầu mới mở kinh doanh hay sao? Lúc đó là chưa, chừng nào mới là thì sanh bé thứ hai. Bé thứ hai mới bắt đầu chuẩn bị mang bầu. Bắn thịt heo trước, bắn thịt heo bể lên Bình Dương, xong rồi trốn về Biên Hòa. Bể nở luôn hả? Đó là năm 2008 thì chính nhiều luôn. Sao đời ông trung chuyên với ông Minh Râu. Mà sau cái lần đó cưới xong là có em bé liền vậy luôn hả cưng? Dạ. Có trước mấy tháng. Có trước mấy tháng rồi sanh xong. Trời mà vợ em xinh xắn vậy chắc có nhiều người mê lắm đúng không? Heo đợt quen nó ở xóm mấy xã bên đến bảy đông lắm. Rồi em sao? Sao? Em thì gặp một số thằng quen thì kêu bạn nhỏ tao địa đó, tụi bay tốt nhất đi ăn đi, tụi nó bật đèn xanh cho tao, tụi bay đừng có ghé. Nó không nghe anh lì lắm. Thế đó là ông cũng đã có máu mặt rồi đúng không? Dạ không, không thì chỉ nói là đừng có ghé, tụi bay bà con nhỏ này nó bật đèn xanh rồi. Sau cái đầu mình không nghe rồi hẹn đợi cái ngày mà thường ở quê tối hay tụ tập thanh niên đỡ nhau á, đông đông 7-8 thằng có nó để mình ngồi gần kẻ đó mình thân mật tí xíu nó mới kêu tự động ra. À, dạ. Có nghĩa là em dẹp lọ bằng cách đó. Dẹp lọ đây là nó bật đèn xanh với anh rồi. Chú đừng ghé. Đúng rồi, nó theo nó tặng cho cái khăn là biết con nhỏ này nằm trong bàn tay mình rồi. Tức là vợ em là đã theo một cái khăn tay để tặng cho em đúng không? Nó thì đâu cứ cầm theo gì là hôm nào mà đông nhất 7-8 người đâu đông như là mấy thằng kia cũng quen á theo đuổi ra. Có nghĩa là ngồi chồng nó mình thân mật trước mặt bên đó hay tụi đó. Là đó. Đó. Chứ không hề gì hết. Nghĩa là chồng là được nhận quà của vợ. Vậy thì có bao giờ mà lúc đó là ông tặng bao nhiêu món quà cho em rồi? Ông này ông không có tiền đâu, ông quen con ơi, quen em không có tiền đâu. Nhưng mà ông không có cái gì tặng hết trơn. Không có, em còn có được chiếc khăn tay. Không có tiền đâu. Cái ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 á thì không mua lấy một cái bông tặng cho bạn gái luôn. Không rồi, luôn. Không tặng, không rồi. Hôm đấy thằng quên tên rồi. Thằng gì đó. Đó. Ừ. Thằng ấy tặng, nó mua cái bông hồng rồi tới tặng. Nó tặng xong nó về, lúc này ông đầu tóc chuẩn bị về rồi, thằng kia nó tới. Nó tặng cái bông hồng ghét quá nhận luôn. Ông đang là bước lên xe đạp, ông đi xe đạp xuống mà. Đạp xe đạp xong rồi ông tức quá, ông gác cái chân trống là ông ở lại luôn. Ông thấy con nhận bông của thằng kia, ông tức không? Quá. Có giằn mặt không? Dạ. Có giằn mặt em không? Tức thôi. Em không làm được gì. Tết không làm được. Tay anh không quà đâu. Ngày hôm sau con để em để bình cái bông ngay chỗ cái bà nó tết.
Bông này xấu quá, quách gì đó. Vậy à? Rồi ông dẫn người ta đi ao cá, rồi đi đi cà phê, bụi chuối này nọ đồ. Nhưng mà sau đó là cũng không có tặng quà luôn hả? Không. Nhưng mà không, em không có đòi hỏi. Em không có đòi hỏi. Đó. Rồi. Có nghĩa là lấy nhau về nè, có con thì cái lúc đó là chưa đứa nào có tiền hết, là nuôi con chắc khổ lắm hả? Khổ. Nuôi con thì lắm, tự mình nuôi hay là mình gửi ông bà nội ông bà ngoại? Thì lúc đấy mới cưới về thì bố đi làm xa, đi làm công trình xa. Đâu, lúc mới đầu sanh là tự nuôi, tại vì có thai trước gia đình hai bên không biết. Xong rồi thì con bé nó bị vàng da, lúc đấy là không có tiền, bán bông tai cái bé, xong rồi bán cái tiền bé đi hết cho anh chăm con. Chưa. Rồi đi quá không còn tiền mới bắt đầu mới gọi bố mẹ. Sợ như quê mang tiếng cho bố mẹ là không giấu, lúc đẻ giấu không dám nói. Đến lúc mà con vô bệnh viện bây giờ không có tiền bán hết, bây giờ không đủ tiền nữa gọi cho bố mẹ. Xong bố mẹ lên xong rồi thôi là đi về, rồi bé con về nhà ngoại. Thế là lúc đó gửi bà ngoại nha. Con cũng ở nhà, mình cũng ở nhà chăm luôn, em cũng ở nhà chăm luôn. Trong khoảng thời gian đó là mình không có làm một cái gì hả? Hay sao? Đi làm công trình gì đó, đúng rồi. Nhưng mà lúc đó thu nhập thấp lắm hả mình? Thấp. Cái này là một thời gian sau là giống như bị được vài tháng à, mình ăn bị tai nạn chứ. Đúng rồi. Được khoảng mấy tháng á, lúc đấy đang ở trong 4-5 tháng á, xong rồi ông này bị dạng như là cũng ngoài ý muốn luôn, ông được đề nó tông người ta, tai nạn giao thông ta, lại bị tai nạn nữa, tai nạn giao thông người ta chết, là mình bị tai nạn giao thông, dạ, ông mình người ta tông rồi em, người ta chết mất, người ta tông mình còn sống thì mình phụ phần lại cho người ta, người ta nhà người ta cũng đàng hoàng, nó cũng không kiểu như là bắt nọ bắt kia, nhưng mà mình cũng phải phụ giúp cho gia đình người ta nữa. Mẹ em có bị gì không? Dạ không bị gì. Nhưng mà khoảng cái thời gian mà mới cưới đó, hai vợ chồng có cãi nhau không? Có những cái đụng chuyện rồi mà thậm chí là ly thân đòi ly dị gì không? Lúc đầu là không. Nó như thế nào mình thường là cãi nhau về vấn đề gì? Hồi đấy em ăn chơi không ạ? Ăn chơi. Nhậu nhạc chơi bời tứ đồ. Nhậu. Cho nên chính vì thế cũng đâu có tiền. Dạ đúng rồi. Là bao nhiêu là bao nhiêu tiền là em đổi được. Là được 10 đồng đi ăn chơi hết à? Nhiều lúc vợ mà cần tiền mua sữa gì cho con, cái đầu là mượn bạn bè là bắt đầu làm trả sau. Trời. Hồi đấy lúc đó thì em làm gì? Lúc đấy ôm con không chưa làm gì đâu thì nhờ ông thôi, nhờ ông này làm thôi. Rồi bao nhiêu có là không có là mượn bà ngoại. Rồi cãi nhau, vợ chồng cãi nhau nhiều không? Cãi nhau nhiều, từ đấy ông còn thanh niên còn trẻ mà ham chơi lắm. Trường Vân nói hoài không nghe, đến lúc mà tức, nhiều lần tức lắm, muốn bế con về ngoại xong rồi thôi lại bế lên. Thế rồi sao, rồi có đứa thứ nhì thì sao? Có đứa nhì thì lúc đấy là bè lợ bên Bình Dương đấy, đi buôn bên Bình Dương là bè thịt lợ bên Bình Dương là bè buôn bán thịt heo đấy. Xong rồi về, đúng rồi, mới về bán rau là có đứa thứ hai đấy. Khoan, cái lúc mà chuyển qua bán thịt heo ở Bình Dương á, là lúc đó là ảnh đã thức tỉnh chưa? Ảnh đã bỏ cờ bạc chưa? Chưa. Vẫn còn. Cái vụ đó xong rồi thì mới thức tỉnh đúng không? Hay em sao? Mới thức tỉnh khoảng tầm mới đây thôi, 10 năm nay, 7-8 năm nay, 10 năm nay. 10 năm nay. Mà lý do gì mà em thức tỉnh? Một cái sự cố hay một cái lý do đúng gì trận, mà? Trận thua bạc với con, trận thua bạc đậm nhất à. Và trận đêm để đánh thua nhiều nhất. Thì ngồi suy nghĩ lại, thua bao nhiêu? Mấy trăm. Mấy trăm. Thì lúc đó là mình có phải bán nhà, bán cửa hay mình phải làm cách nào để có tiền trả không? Tại đâu có nhà, cửa đâu bán. Thế rồi em làm sao để trả hết cái món nợ đó? Trả dần thôi. Thì là cái chủ nợ nó cũng gia hạn cho mình nên nó chấp nhận. Cái này em thu nhập tiếp người uy tín, các bạn gọi. Và lại bảo thôi bây giờ sự cố như vậy là thôi giờ cái chốt này không có tính tiền lời nữa. Để cái tiền đấy mà có thể làm ăn được trả, bây giờ đòi nó bỏ đi. Chứ không có cách nào thì nó chấp nhận. Một thời gian sau em thay đổi, em mới bảo là trước giờ thời sinh viên mình từng nghĩ mình làm này làm kia, bây giờ mình buôn bán rau rồi đấy, ngày mình kiếm được mấy triệu em nha, mà em toàn đánh bài để chơi hết à, không có dành. Cái đầu bảo sao mình không làm cái điều mình suy nghĩ á, cái đầu đó thay đổi quyết định thay đổi bắt đầu cắm đầu vào làm, sau rồi tới lúc nổi tiếng luôn, mình hình nhìn lại nào thì mình thay đổi được 7-8 năm mà làm điều mình thích 7-8 năm rồi. Bây giờ là 10 phần, bây giờ bớt hẳn 9 phần luôn, còn có 1 phần thôi. Nhưng mà chị muốn hỏi Minh á, là cái thời điểm mà lúc mà Minh bán rau xong rồi đến cái thời dịch đó, nhớ không? Dạ. Thời dịch đó thì cái lý do gì mà Minh lại quyết định là kiểu mà giống như tặng rau cho những đó, người mà... Chứ chẳng phải chị ông Vân, em tặng rau là cách đây phải 10 năm rồi. Từ cái hôm trận thương bạc em thay đổi á. Phải 10 năm nay rồi. Còn cái này em nổi tiếng như đấy là từ ngẫu nhiên là nổi tiếng chứ. Chứ phải là cho em cho rau đại dân ở đấy đó là một tuần là bình quân 4-5 ngày, 5-6 ngày là bình thường, mỗi ngày vài tạ, ngày là tôi nặng như đều là em nghĩ là lúc em bỏ cờ bạc, em bảo thôi cái tiền mình đi đánh bạc rồi xong rồi không mua rau mình làm điều mình thích. Thế là em thay đổi từ. Nhưng mà anh thắc mắc nha, anh xin lỗi, anh thắc mắc là em đang khó khăn, em đang mắc nợ. Vậy thì tại sao em không tranh thủ em bán để em kiếm lời, đúng rồi, mà em lại đi cho rau như vậy? Vậy thì cái nguồn lời nó từ đâu?
Và làm sao để em trả hết nợ? Em cân bằng được tài chính của em là đợt đấy là em đi, em quyết định em xác được em làm. Tại vì hồi đấy là bình quân mà em không ăn chơi á, một ngày em vẫn kiếm được vài triệu hàng như vậy. Còn em ăn chơi là nó sẽ bị âm. Sau thay vì em đi một ngày thì em bán được cơ sở chính và trên phụ và em giao cho một số mối á, thì em cứ nhấn 10-30%. Ví dụ ngày nay lời được 3 triệu thì nhấn ra 500-700 triệu được thì đấy. Còn ví dụ ngày nay lời ít thì mình cứ nhấn ít, là lời nhiều nhấn nhiều. Là mình cứ nhấn là mình xác định, mà thay vì mà khi mình đi ăn chơi thì kia tuần nào đi chơi mấy lần á, có lần thì 5-7 triệu, có lần 2-3 chục thì á. Rồi bắt đầu quyết định nhấn là cứ ngày vài trăm triệu hay là triệu hơn triệu, cứ nói chung trong phạm vi 10-30% thôi, chúng được quá. Là mình dùng cái tiền để mình mua rau để mình đấy. Còn nếu mà lúc trước mình không đấy rồi mình đi ăn chơi thì cái tiền thì ăn chơi nó gấp 3 nhiêu lần. Đúng rồi, người ta đều biết được. Nhưng mà cái điều mà chị muốn hỏi ở đây á là như vậy nè. Ví dụ như sau cái lần mà thua bạc cuối cùng đó thì biết là em thay đổi, nhưng mà nó phải là có một cái gì đó hết sức cụ thể để mà em tự nhiên em thay đổi một gần như là 180 độ. Thì cái đó là cái gì? Là hình ảnh của vợ mình hay là của con mình, hay là cái hình ảnh mà tức là hay là vì cái món tiền nó quá lớn để mà mình cảm thấy là mình làm tổn thương cho vợ con mình. Theo lẽ nếu như mình không ấy thì cái số tiền đó là vợ con mình được hưởng. Nó cũng nhiều, đúng nhiều yếu tố đó. Mình nhìn vào thì nhiều lúc mình đi ăn chơi một lần ăn chơi có thể bằng vợ mình nó xài cả 1-2 năm mua đồ là bình thường. Con mình có thể uống sữa vài tháng hay là 5-5 là bình thường. Mình là mình phải suy nghĩ và mình hình dung là những cái cuộc chơi vô bổ quá nhiều và phải thay đổi. Thay đổi từ từ chứ không phải thay đổi hẳn hết được. Bắt đầu cắm đầu vào làm để quên thời gian, thay vì mọi khi á là dành thời gian là mình đi đây đó, mình cắm đầu vào làm, bạn bè nó có rủ thì mình phải xác định là mình làm cái đó, mình thay đổi từ cái nhỏ nhặt nhất. Rồi thay đổi từ từ, thay đổi một phát một thì nó hơi khó, mà mình phải quyết định cơ. Mình quyết tâm mình làm thì mình mới thay đổi được, thì bắt đầu mới em cứ đi làm không, em trong cắm đầu em làm ghê lắm. Mua rau anh triệu bên em có thực biết là mua chợ đầu mối mấy tạ rau em cho mấy tạ. Mua là khuôn lên khuôn xuống mà vất vả rồi, sáng được bày hàng ra cho người ta thấy rồi sáng đó. Cắm đồ vào nhà mà quên đi nhưng mà lúc đó là trả hết nợ chưa? Chưa. Tức là chị có bao giờ mà em chứng kiến là con em á mà nó khát sữa mà mình không có tiền để mình mua sữa cho con không? Cái đấy là chỉ có lúc trước, cái lúc mà em chưa bán rau á. Đúng rồi, đó cái lúc mà em còn đánh bài rồi này kia nọ đó, là em có chứng kiến không? Có chứ, nhiều lúc vợ nên kêu bà hay nhà hết sữa cho con này cái đó, em đi làm xa nhiều lúc đâu có tiền đâu, phải mượn tiền gửi về cho nó chứ con không có, nó phải mượn tiền ngoài. Sau này em bảo là cái lúc bán rau này bắt đầu khoảng 10-12 năm làm được đấy, ngành kiếm được mấy triệu là khá lắm á. Mà mình đợt trước mình khổ vậy, mình bây giờ có tiền thì mình ăn chơi vô bổ vậy đó. Đâu thay đổi lại. Cũng nhờ cái lần thua bạc cuối cùng là cũng là lần thay đổi em rất nhiều. Nhưng mà cái ý tưởng mà cho rau á với lại là cái việc mà kinh doanh rau á là do là sau này em mới nghĩ tới hay là trước đó là em đã có ý định từ trong đầu của mình là cho rau hay là kinh doanh rau hay kinh doanh rau và cho rau luôn. Cái thời sinh viên em từng thiếu thốn, từng lấy rau cũ để ăn với bạn thì bảo mai mốt anh em mình ra trường mà đi làm có tiền á, đâu đâu cũng mua rau cho mấy thằng là sinh viên xa nhà như em mình rồi ha. Bạn kêu mày ăn nhậu suốt làm gì ấy, thì vẫn cười vậy thôi. Sau này mình nghĩ lúc mà làm ăn được thì mình nghĩ là tại sao mình không làm điều đó. Còn cái bén duyên ấy, nghề bán rau này đấy là thất bại ở trên Bình Dương bán heo á, là bể nợ về Biên Hòa không còn có đường nào để đi nữa rồi. Thằng bạn của em ở Dĩ An nó kêu bán rau đi, là vốn ít mà mày phải chịu khó đi vòng bán, thế là em đi khởi nghiệp bằng chiếc xe lôi đầu tiên, nó cho nó bán thiếu mà sao nó tặng luôn, rồi đâu còn vốn đâu. Có nghĩa là bán rau vòng xấu. Cái bán rau mình có thể lấy công làm lời. Đúng. Lấy vốn ít. Dạ. Phải siêng, siêng. Năm đầu tiên em chưa có khách ở cửa hàng ấy, là vợ bán ở cửa hàng em đi bán khách các hẻm ra hẻm. Công ty tăng ca 7-8 giờ rồi em ra bán 20-30 ngàn em bán. Đúng rồi. Là cái xe lôi đó là cái vốn mà vốn lớn nhất là bạn cho rồi. Bạn cho rồi. Đúng rồi. Chiếc xe đó giờ còn không? Dạ đấy, công an thu rồi. Thôi giờ viên mãn rồi, viên mãn rồi, chỉ có chương 2 đi. Anh khá là bất ngờ với câu chuyện của mình đó. Không, em danh chua lắm. Nhưng mà bây giờ thì, không giờ mình tới luôn cái vụ kia đúng đi rồi, chị. Chị mới nói chuyện qua chương 2 đó. Chương 2. Hai vợ chồng có xem vợ sao nhiều đúng không? Dạ. Cái chương 2 là cái chương mà nói chung ai cũng thích đúng không? Mà nhất là mấy bà vợ. Đó, thôi giờ em đó. Chồng ý, đúng rồi. Bây giờ là đã thay đổi rồi. Đó, bây giờ đã cải tà quy chánh rồi. Đó, bây giờ mày có nhưng mà còn sót lại cái gì không? Sót lại cái gì không? Đâu, em sẵn đây em kể ra đó. Xong rồi đó, cái em mong ước ảnh thay đổi cho nó hết luôn những cái đó. Chứ giờ tôi nghĩ ông này chắc thay đổi vậy không còn không, gì đâu. Thay đổi thì cũng thay đổi rồi, nhưng mà nhiều lúc nóng mới nói chuyện với vợ nó không được như mình nghĩ. Nó cọc càng nhắn cọc càng không được dạng như là không được mềm nhẹ nhẹ. Hay nạt nộ vợ đúng không? Nhưng mà lúc đấy là em mà nóng thì em cũng bực lại luôn. Cũng không thua đâu. Nhưng mà đó giờ ông cũng nghĩ, nhưng mà ông dùng những từ ngữ khó nghe làm tổn thương thôi. Nhưng mà đó giờ là có mạnh tay mạnh chân với vợ không? Không, mười mấy năm thì có 1-2 lần. Không đánh vợ, thương vợ lắm. Thương vợ lắm. Thương vợ gì đó. Không phải thương đâu mà chọi nó cái chén nó cho cái lồi vào đầu tại sao dám mình hy sinh cái chén là nói là quất nguyên cái lồi. Ủa rồi ôi, thế là gặp tấm luôn là đúng đối thủ cao tay hơn mình rồi. Thầy con trai nó kêu chứ bố mà chọi mẹ trái cà chua là mẹ cho ăn nguyên trái bí đỏ luôn. Đấy, bí đỏ. Không bị lại sầu riêng thì có mà chết luôn. Mà mấy đứa con nít là nó nói là bao giờ cũng chính xác. Nít nó biết nó quá sự thật. Mà ngày hè nó nóng lắm, nóng với chồng á. Không, anh đang nói về cái tật xấu của ông nha. Bây giờ là
ảnh nóng tính lên là ảnh hay nói những cái lời tổn thương đúng không? Với em. Yeah. Rồi còn nhậu nhẹt hay còn mê gái hay là cái gì không kể luôn. Kể đi. Không, mê gái thì vẫn mê đấy, ai đẹp đi ngang qua gái đẹp vẫn mê nhìn đấy. Còn thế bây giờ nhá, đây bây giờ hỏi này, thế bánh rau thì thường toàn nữ đi mua rau thôi. Thế rồi sao? Không, gặp cái cô nữ mà đẹp đẹp á thì anh ấy như thế nào? Không, vẫn tán hả? Tán như thường nhưng mà em vẫn bình thường vô tư. Tán thoải mái. Tán với cô đi mua rau đấy. Đúng rồi. Thế mà em còn nhiều, nhiều được á. Nhiều cô còn khèo khèo nữa cơ. Nhiều cô còn khèo khèo nữa cơ. Thế em đừng có bị hộ, em cứ vớ va vớ vẩn. Những cái chuyện như này là phải triệt mặt ngay chứ em bị vớ va vớ vẩn. Khi cho trêu cho vui thôi chứ, cho bụng có gì không Minh? Không biết, hên xui. Thấy thấy chưa? Đấy. Nghe là gặp mấy cô hot girl nữa, đi mua rau là cho một bó tặng một bó đúng không? Chết dở. Gặp mấy em đẹp đẹp khỏi lấy tiền. Đẹp, khỏi lấy tiền mà tán. Hỏi em có chồng chưa? Còn nhiều chị lớn tuổi em rồi bảo em có chồng này, em bao nhiêu tuổi em có chồng chưa? Sao em nhìn ngon với. Ủa rồi tán em là ngon luôn ý. Ủa rồi cho vào nồi luộc rau, luộc chung với rau. Thế mà rồi sao em để yên được hả? Em không ghen hả? Không ghen vấn đề đấy. Em không ghen luôn. Có ghen nhưng mà ghen với trường hợp như thế nào thôi, không ghen. Có bắt gặp lần nào không? Dạ. Có bắt gặp lần nào không? Không. Ví dụ như em là tán tỉnh thôi, cái này là tán tỉnh cho vui thôi đúng không? Thôi không sao. Còn đi hát đi nhậu nhà hát ok thì cũng có. Cũng 2-3 lần nó tới thì cứ mỗi thằng một em. Như là có lần con vô em vô em tấp quá em tát cho một tát. Tát ai? Ông ủa rồi ôi quánh tài karaoke luôn hả? Không, hát ok gọi em sang ngồi rót bia á. Là vợ gọi không thèm bắt máy, vợ tất quá, vợ tới nơi luôn, tới cái chỗ hát ok luôn, thấy là đang hát hò, thấy có em bên cạnh nó tất mở phòng ra là vô tát một tát xong rồi về. Ông coi như lặng thinh luôn, lặng luôn, ngẩn luôn, đứng ngẩn luôn. Thế em phản ứng không kịp đúng không? Lúc đó là coi như tự nhiên mình bị hết nhanh nhạy cái vụ mà phản ứng nhanh luôn á. Tao thấy đó đấy, em đi đâu đâu đi hát ok mấy bạn thường gọi mấy em vô bấm bài với này hát uống bia chung á. Vô vợ làm cái tan và choáng váng luôn, là cầm cái ly bia này. Là em đứng hình đó đúng không? Đứng hình. Tao uống hết ly bia cho nó đỡ quê. Tao nhục đến giờ chạy về hết luôn rồi, mai lấy tiền bỏ sau anh mình ơi. Mà từ đó về sao chắc khỏi dám đi nữa. Mấy bé kia là đi về hết, lặng lặng đi về hết á. Trời ơi, rồi tối về có gây lộn không? Tối hôm đó có gây lộn không? Có tớp nhưng mà con biết ổng xì là thôi, ngày sau con mới chửi. Thì ngày sau con mới chửi. Chửi nhưng mà nghe. Vợ chửi nhưng mà nghe. Rồi vậy thôi thì có mấy cái tật vớ va vớ vẩn đấy thôi đúng không? Thế rồi sao? Rồi giờ mong chồng thay đổi cái gì nhất? Thì mong chồng là nói chung là nói nhỏ nhẹ với vợ tí. Em gọi là lãng mạn với vợ tí. Ông không lãng mạn đâu. Trước giờ là không có tặng hoa, không có tặng quà gì. Có lâu lâu thôi, gọi là khi nào hứng thôi. Chứ không có lãng mạn đâu. Như con thì con cũng thích chứ, phụ nữ thích chứ. Nhưng mà mình không nói ra thôi. Trời ơi, tự nhiên ngày nào đó mà Minh á, mình suy nghĩ cái cách mà thay vì á cái ấy mà cái giỏ hoa đó, cái giỏ hoa đó Minh, mà thay vì bây giờ á người ta làm giỏ hoa, Minh làm cái giỏ rau đi Minh. Giỏ rau củ. Rau củ nhiều khi á hả nó tiện lợi lắm em. Tặng mấy bà vợ đó mà tự nấu nướng ăn được luôn á, chị là chị thích. Nếu mà giữ cái hoa với cái rau chị sẽ nhận cái giỏ rau. Thấy cái hoa mà đâu ăn được đâu, không có làm được gì luôn. Mà rõ ràng mình làm đẹp lên cái. Thế là cái giỏ đầu tiên em làm em tặng bà vợ em trước đi cho bà. Gọi là bà kiểm định trước á em. Mình biết đâu chừng nó hot là sao mình hot đó Minh. Là chị nói là ông phải qua đây, ông qua phải trả tiền bản quyền cho chị một thôi nha. Làm gương mặt đại diện luôn. Cái giỏ rau củ mà tặng. Hot đó nghe. Được chưa, con này cái bông lờ với này ớt với này kia cắm tặng mà tặng cho gái mua rau chứ chưa tặng cái gì. Thì bây giờ mình kinh doanh luôn nhưng mà mình tặng bằng đầu tiên. Thiệt mà. Theo biết đâu là hot trend là sao? Gọi là gì đó, một concept về các loại rau củ. Các loại rau, các loại làm cho đẹp đẹp đấy không? Nhưng mà nó sẽ theo như vậy nè, theo ngày. Ví dụ như là nó theo cái chất đó Minh. Ví dụ như là cái rau này là bổ sắc nè, rồi bổ não nè, bổ gì đó, nó theo một cái concept như vậy, nghiên cứu. Ví dụ vậy đó là một tuần lễ 7 loại rau như vậy. Mỗi ngày một loại đó Minh. Không cần thêm nữa nữa đó. Cái giỏ đầu tiên mình tặng vợ nha. Thử nha. Vợ kiểm định nha. Rồi. Ok bây giờ đó, bây giờ mong muốn của vợ là chồng đừng có nói những cái lời nặng lời nữa, nên có một chút lãng mạn nha. Rồi, bây giờ tới Minh đó. Sao? Em hả? Vợ có tật xấu gì không? Vợ thì chứ nó chỉ nóng tính thôi chứ tật xấu rồi nữa. Hàng xóm người ta mua rau để người ta ai gặp em người ta cũng khen, bà vợ mày hiền vậy, mày có phước. Mà mấy bà đâu có gặp lúc tôi với nó cãi nhau đâu, mấy bà biết nó hiền. Nó hiền với mấy bà chứ hiền tôi. Em bí đỏ của tôi sao mấy bà biết đúng rồi. Thân vợ thì nó cũng nóng tính thôi chứ cũng muốn nó dục thêm thì nâu nâu thì thí dụ lúc ăn mà nợ nóng thì nhịn đi đừng có nóng lúc đấy nó mất hay. Có nghĩa là giận lên nóng tính lên là không có kiềm chế đúng không? Bên này không kiềm chế lời ăn tiếng nói, ngược lại bên này là không kiềm chế được coi như là tất cả mọi vật thể có thể bay. Là quăng đồ hả? Có quăng đồ đập đồ không? Cũng có chị nóng cũng chửi, có cũng chửi chỉ là tác động vật lý luôn.
không thì đúng rồi, cái vụ karaoke là tác động vật lý còn gì nữa. Một phát mà coi như thép mà mình chối nghe cái chát rồi nín áp âm thanh phòng luôn. Một phát thằng thằng tay lúc đó mấy bé kia nó bỏ chạy chạy hết rồi, nó chạy hôm sau lấy tiền bo sao. Ừ, để sao được. Em đi nghe về đi, hôm sau lấy tiền bo nhé. Sao chứ? Rồi em mong muốn vợ thay đổi gì? Thì mà khi mà lâu lâu mà nói chung trong cuộc sống ai cũng phải có lúc sai nầm hay là nỡ là ăn nó nóng thì nhận đi, lúc ăn hết nóng này nói này cũng được, chứ đừng trước mặt em úp mọi người nói là kia nó bắt hay. À đó, chồng nói là vợ giữ thể diện cho chồng, đừng có trước mặt mọi người á mà lại cứ nói như thế thì nhiều khi nó bắt hay. Đúng không? Hay lần sau đừng tát chồng nữa nhá. Thế nhưng mà ngược lại thì thôi, chồng cũng đừng có nói. Eo ơi, vợ thế này rồi mà lại còn tán tỉnh đi karaoke với lại phụ nữ khác thì cứ mở. Đâu lâu lâu mấy năm trước lâu đi bung lụa đi chơi ấy chị Hoàng Văn. Mấy thằng này đi chơi thì bung lụa mỗi thằng vài trăm gọi hát karaoke xả chét ấy. Em thì ngồi bấm bài, em ngồi rót bia nói chuyện. Còn mấy thằng được ngồi với nhau không thì nó buồn, không là phải đi gia đình. Có người này người kia mới vui, còn tự nhiên mấy thằng và hôm nay tao mới cãi nhau với vợ chán quá, gặp mày gặp toàn mấy thằng cãi nhau với vợ, mấy thằng thua bài đi đi nó hồi xưa là chưa thay đổi là mới được không đi chơi đi gặp hoài đến bài, mà mấy năm nay thì 5-7 tháng 5-2 năm đi lần. Nhưng mà mình thay đổi được 8 năm rồi đúng không? 8 năm đến 10 năm gì cũng vậy. 8 đến 10 năm rồi. Rồi bây giờ là gần như là hoàn thiện rồi đó. Không là thế lại, anh ấy lại xuống được, tóc được nữa rồi. Bây giờ khi nào xuống râu là coi như là ngon luôn đấy. Đâu em mới cạo rồi. Thôi, râu không có xuống. Tại vì đã là cái nickname Minh Râu rồi. Đúng không? Bây giờ xuống râu cái thành là Minh không còn râu. Đâu cứ vài tháng em cạo chọc đi, cạo râu đi nè. Là tu hành đấy. Có nghĩa là ảnh tu luôn đó. Thấy đâu lâu cái râu nó bạc nhiều quá cạo trụi hết đi. Nó kỳ lắm. Minh phải để em râu thì mới đẹp. Phải để em râu mới đẹp. Không nhưng mà chị thấy vậy nè. Minh nó là nay là Minh nhiêu tuổi rồi ta? Dạ em năm nay 40 tuổi. Đấy 40 tuổi là Minh ăn chơi cũng nhiều lắm rồi đó. Dạ. Cái thời gian mà Minh ăn chơi là tương đối là nhiều đó đúng không? Dạ, tại vì mới có thay đổi có 8 năm thôi. Dạ. Là coi như là cứ cho là 10 tuổi rồi ăn chơi đi thì ăn chơi hết 20 năm rồi. Đâu khoảng tầm lớp 7 là bắt đầu ăn chơi rồi. Đấy thì tôi đoán có đúng không? Chứ khoảng mấy là chú ăn chơi rồi. Dạ. Đấy đủ rồi. Bây giờ là giữ gìn sức khỏe còn lại nhiêu vốn liếng để lại cho vợ. Đúng không? Chứ để đến khoảng 4-5 năm nữa thì lại bảo trên bảo dưới không nghe thì vợ nó khổ tội nghiệp nó. Đấy giữ gìn sức khỏe. Xong rồi là em nghĩ ra cái vụ mà kinh doanh thêm nữa. Đã có nước rửa xả, giặt xả Minh Râu rồi. Bây giờ lại thêm rau củ quả Minh Râu mà theo diện gọi là quà tặng. Designer thì quà gip, tặng gip. Gip, ví dụ vậy, gip đúng không? Gip Minh Râu Rồi là em làm thêm cái vụ mà giúp cho người nghèo á. Cái đó vụ mình... đó chị thấy quá hay luôn á. Thì quá hay luôn. Trong thâm tâm hai vợ chồng mình thích làm điều đấy mà. Thì cái dự án này hay là cái cứ là thường là vợ chồng vẫn dính phần trăm ra. Dính tiền bán rau vẫn dính ra đó. Anh dẫn ra cái kỹ ra cho mình. Cái bé sau là bé gái hay bé trai? Bé sau nữa là bé gái. Tức là mấy đứa rồi? Con em được ba đứa rồi. Thôi thấy đủ rồi, đủ nếp đủ tẻ rồi. Bây giờ là còn lại thời gian là vợ chồng dành cho nhau, đi chơi đi hưởng thụ đó, rồi làm công việc thiện đó, xong rồi kêu các con nó phụ mình á, để cho nó thiện lành từ lúc trẻ đúng luôn rồi, ha. Chị, đó là tuyệt vời luôn đấy. Con thích em thích như vậy đó. Cũng bảo là chuẩn bị đến mùng 1/6 này, cũng vì thế như vậy con mẹ cho tiền con tiết kiệm lại. Rồi mẹ dẫn con đi đến cô nhi viện á, con người thăm các bé á. Mình chỉ nói con cho mẹ cho ngày cho 50 thì con tiết kiệm đi, con ăn cái gì mình con tiết kiệm đi. Con mua hành quà đấy cho em. Em cũng bảo mấy đứa nhà em vậy. Mình thấy ra đó là cái điều rất tốt. Dạ đúng rồi. Mà nhân đây thì cũng thấy cặp này còn thiếu cái gì nữa nè. Cặp này còn thiếu cái gì nữa nè. Thiếu cái sự bày tỏ tình cảm với nhau. Wow. Từ phía chồng chứ. Đúng rồi. Thật ra như thế này chưa lãng mạn đúng không? Chúc mừng em vì có được một người chồng đó, thật sự rất là tuyệt vời. Đó, đã được hàng độc thay đổi, hàng độc thay đổi. Và ngày hôm nay là một người đang làm rất nhiều điều tốt cho bà con, cho những người khó khăn. Và cũng chúc mừng Minh Râu luôn có một người vợ mà thật sự mà nói là đẹp từ bên ngoài lẫn bên trong luôn đó. Đúng rồi đó. Chị hơi cái nóng tiếng đi trong dạ, nhà thôi thì bớt nóng đi nhá, thôi thì thể hiện cho chồng nhá. Thôi thì nãy vợ có mong muốn là Minh có một cái lời gì đó ngọt ngào, nói ngọt ngào ngọt ngào với vợ đó, cái ước mơ của vợ đó. Đây là một cái kỷ niệm, một cái kỷ niệm thì anh mong rằng là cái hình ảnh đó nó sẽ thực hiện các bạn ở đây được không? Và lưu lại luôn đó, sau đó nhỏ nó lớn lên đó là nó coi được đó, đúng không? Anh nó thể hiện tình cảm luôn. Rồi đứng lên đi. Một lời nói gì hết sức là lãng mạn. Yeah. Phải nói trong vòng 2 phút. Dạ, chắc cũng chưa từ rồi. Cũng 17 năm nay, 16 17 năm nay, hôm nay em mới mặc đại áo cưới lần thứ hai. Thôi hôm nay anh mình hung gọi như là để nhớ lại ngày đầu tiên mặc áo cưới và hôm nay vợ chồng mình vợ chồng mình gọi như là cố gắng vì nhau mà thay đổi xíu. Để nhìn nhau đi, nhìn vợ đi em, nhìn vợ đi. Vợ có muốn nói gì vợ với chồng không? Vợ bày tỏ đi chứ. Vợ rất là xúc động. Em nên nói. Con cảm ơn chồng đã thay đổi vì vợ. Cô đã cố gắng hy sinh cho vợ với con. Cố gắng làm. Rồi hai vợ chồng mình cùng chia sẻ cho nhau. Rồi lo cho các con.
rồi cùng có chí hướng là giúp ích cho xã hội, nó giúp người này người kia nữa. Và cũng cảm ơn chồng là luôn luôn yêu thương em, nói chung là biết lo cho vợ con, lúc mà đói khổ cũng biết suy nghĩ cho vợ con. Vợ có yêu chồng không? Không. Nói đi vợ yêu chồng. Trời ơi. Tụi nó không có hôn môi tao kiếm mà, dễ thương. Lại lột giày quánh nó chứ. Ý anh Bin chảy nước mắt kìa. Yeah, trời ơi. Thật ra là mình rất là ủng hộ bạn trong những cái việc làm cho xã hội, thấy không? Mà bây giờ mình được biết được cái câu chuyện của mình lại rất là xúc động với một cái sự, với một cái tình cảm của hai bạn. Cho nên là nó xúc động lây. Thì chỉ mong là hai vợ chồng sẽ ngày càng yêu thương nhau nhiều hơn nữa, và sẽ làm thật nhiều, giúp đỡ cho bà con thật nhiều hơn nữa. Để mà cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Cảm ơn hai bạn nhiều nha.